Chào mừng anh em đến với kênh Hyundai Tuyên Quang, chuyên cập nhật thông tin mới nhất về giá bán, ưu đãi, review cũng như hướng dẫn sử dụng các dòng xe Hyundai. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe thuộc phân khúc hạng A của nhà Hyundai, đó là chiếc Hyundai i10 hatchback. Mẫu xe này đang nằm trong top những chiếc xe có doanh số và giá bán tốt nhất trong phân khúc. Hôm nay em sẽ báo giá chi tiết khuyến mại lăn bánh tại thời điểm đầu tháng 9 năm 2023 ở phiên bản i10 hatchback để anh em nắm bắt được ạ. Mẫu xe Hyundai i10 hatchback là mẫu xe lắp ráp trong nước và hiện tại đang được giảm 50% thuế trước bạ. Tháng này đại lý em ưu đãi cho anh chị lên đến 30 triệu đồng tiền mặt, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện, tổng ưu đãi lên đến 60 triệu đồng cho Hyundai i10. Với 3 phiên bản để anh em lựa chọn cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất là Hyundai i10 bản 1.2 MT tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai là Hyundai i10 bản 1.2 AT tiêu chuẩn. Và cuối cùng là phiên bản i10 bản 1.2 AT bản đủ. Chính sách bán hàng của Hyundai không phân vùng thị trường, anh em thoải mái lựa chọn đại lý để mua xe. Chính vì vậy, anh em cân đối cho em cảm thấy mua xe tại cơ sở nào tiện lợi nhất cho mình, anh em để lại liên hệ trực tiếp với số hotline em đang để phía dưới màn hình. Em đảm bảo có giá tốt nhất trên thị trường và sẵn sàng giao xe ngay cho anh em. Hình thức mua bán thì sẽ có hai hình thức, đó là mua trả thẳng và mua trả góp. Về cơ bản, chi phí lăn bánh của hai hình thức này đều giống nhau. Có điều, anh em mua trả góp thì bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ và sử dụng dịch vụ đăng ký, đăng kiểm trọn gói từ đại lý. Còn anh em mua trả thẳng thì không bắt buộc, anh em có thể tự mua nguyên xe và anh em tự đi đăng ký được. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết về giá bán, tổng lăn bánh của từng phiên bản để anh em nắm bắt được luôn ạ. Đầu tiên là phiên bản AT hatchback bản đủ. Mẫu này đang có mức giá lên miết là 435 triệu tổng khuyến mại trong tháng 9. Tại thời điểm đầu tháng là lên đến 60 triệu đồng cho anh em. Với đãi như vậy, lăn bánh tại Tuyên Quang khi anh em mua trả thẳng sẽ là 436 triệu. Mua trả góp, anh chị chuẩn bị cho em là 117 triệu là nhận xe ạ. Còn ở các tỉnh khác thuế 10% như Hà Giang, nếu anh em mua trả thẳng sẽ là 434 triệu. Mua trả góp, anh em chuẩn bị cho em là 115 triệu là nhận xe ạ. Lăn bánh trả thẳng em tính ở trên sẽ không bao gồm bảo hiểm vật chất và dịch vụ đăng ký. Còn trả góp thì em tính gần như đủ hết rồi ạ. Tuy nhiên, giá lăn bánh thực tế sẽ còn phụ thuộc vào phiên bản, màu xe, thời gian lấy, tình hình kho xe cũng như chính sách vay ngân hàng và bảo hiểm nữa. Để biết giá lăn bánh chính xác thì anh chị gọi cho em theo số hotline hiển thị phía dưới màn hình. Em đảm bảo có giá tốt nhất trên thị trường ạ. Tiếp theo là phiên bản i10 AT hatchback bản tiêu chuẩn. Mẫu này đang có mức giá lên miết là 425 triệu. Tháng này đại lý em ưu đãi cho anh chị trên phiên bản này lên đến 65 triệu đồng. Với ưu đãi như vậy, thanh toán trả thẳng sẽ là 415 triệu. Mua trả góp, anh chị chuẩn bị cho em là 113 triệu ạ. Còn ở các tỉnh khác thuế 10% như Hà Giang, khi anh chị thanh toán trả thẳng sẽ là 413 triệu. Mua trả góp, anh chị chuẩn bị cho em là 111 triệu là nhận xe ạ. Lăn bánh trả thẳng em tính ở trên sẽ không bao gồm bảo hiểm vật chất và dịch vụ đăng ký. Vì phần này anh chị có thể tự đi làm được. Còn trả góp thì em tính gần như đủ hết rồi ạ. Và cuối cùng là phiên bản i10 số sàn bản tiêu chuẩn. Mẫu này đang có mức giá lên miết là 380 triệu đồng. Phiên bản này đại lý em ưu đãi cho chị lên đến 61 triệu đồng. Lăn bánh tại Tuyên Quang như sau. Nếu chị thanh toán trả thẳng sẽ là 371 triệu. Mua trả góp, anh em chuẩn bị cho em là 104 triệu là nhận xe ạ. Còn ở các tỉnh khác thuế 10% như Hà Giang, khi thanh toán trả thẳng sẽ là 367 triệu. Mua trả góp, anh em chuẩn bị cho em là 100 triệu là nhận xe ạ. Lăn bánh trả thẳng em tính ở trên sẽ không bao gồm bảo hiểm vật chất và dịch vụ đăng ký. Vì phần này anh em có thể tự đi làm được. Còn trả góp thì em tính gần như đủ hết rồi ạ. Tuy nhiên, giá lăn bánh thực tế sẽ còn phụ thuộc vào phiên bản, màu xe, thời gian lấy, tình hình kho xe cũng như chính sách vay ngân hàng và bảo hiểm nữa ạ. Hiện tại nhu cầu mua xe đang tăng cao nên chương trình khuyến mại có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Vậy nên, để có giá lăn bánh tốt nhất và chính xác,
Anh em đừng ngại liên hệ với em theo số hotline hiển thị phía dưới màn hình. Em đảm bảo có giá tốt nhất trên thị trường, sẵn sàng xe ra ngoài phục vụ anh em. Trên đây là toàn bộ chính sách bán hàng của xe i10 hatchback tại thời điểm đầu tháng 9. Hy vọng những thông tin em chia sẻ ở video này sẽ giúp anh em lựa chọn mẫu xe phù hợp. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở các video tiếp theo ạ.